Xin chào các bạn, đã bao giờ các bạn suy nghĩ làm thế nào để bật các thiết bị điện ở nhà như điều hòa, bình nóng lạnh hay đèn điện nhưng các bạn lại đang ở nơi làm việc để khi các bạn đi làm về có sẵn nước nóng để dùng hay có không khí mát mẻ từ điều hòa. Và hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một sản phẩm có thể biến điều đó thành hiện thực, có thể điều khiển các thiết bị điện nhà bạn ở mọi lúc mọi nơi chỉ bằng một chiếc smartphone. Và đây chính là giải pháp để giải được bài toán trên mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Đó là bộ điều khiển Wi-Fi ESP8266. Bao gồm một bộ điều khiển Wi-Fi sử dụng một relay. Hai relay. 5 relay. Và một bộ ổ cắm điều khiển Wi-Fi được nâng cấp từ bộ sử dụng 2 relay có chức năng tương tự. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đầu nối từng sản phẩm một. Đầu tiên là bộ điều khiển Wi-Fi sử dụng một relay. Các bạn đầu nối hai dây nguồn vào hai cổng đầu tiên có ghi sẵn đầu in 220V AC. Và hai cổng tiếp theo các bạn đầu nối vào bóng đèn như mình làm, hoặc các bạn đầu nối theo sơ đồ hình bên. Đối với mạch thứ hai, sử dụng hai relay, các bạn cũng làm tương tự như mạch một relay, hoặc nhìn theo sơ đồ đấu nối. Đối với mạch sử dụng 5 relay thì sơ đồ đấu nối hơi khác so với hai sản phẩm trước. Các bạn chú ý mình đấu nối và nhìn sơ đồ nhé. Như vậy, mình đã hướng dẫn các bạn đấu nối xong 3 bộ điều khiển Wi-Fi sử dụng relay. Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm và điều khiển thiết bị. Đầu tiên, các bạn vào App Store trên iOS hoặc CH Play của Android, tìm và tải phần mềm có tên Blink. Tải xong, các bạn mở phần mềm lên, đăng nhập bằng Facebook hoặc các bạn có thể đăng nhập bằng Gmail. Đăng nhập thành công thì đây chính là giao diện chính của phần mềm. Các bạn tạo một project mới như mình. Tên project mình sẽ đặt là tầng 1. Sau đó các bạn chọn Create Project. Ngay lập tức các bạn sẽ nhận được một mail có chứa mã token để kích hoạt project này. Để kích hoạt nhanh hơn thì các bạn làm theo mình. Bấm vào biểu tượng đầu tiên bên phải góc màn hình, kéo xuống dưới và các bạn sẽ thấy một dòng code, và ấn vào dòng code này để copy. Copy xong thì các bạn vào phần Wi-Fi trên điện thoại, tìm tên Wi-Fi Smart Home và kết nối, điền mật khẩu từ 1 đến 9. Kết nối thành công thì các bạn mở trình duyệt lên và điền địa chỉ IP 192.168.4.1 và kết nối. Ngay lập tức sẽ hiện ra một bảng thông tin bao gồm Wi-Fi và mật khẩu. Các bạn điền tên Wi-Fi và mật khẩu của nhà mình vào. Các bạn chú ý điền đúng các ký tự thường và in hoa của tên Wi-Fi nhà bạn thì mới có thể đăng nhập được. Đã có rất nhiều bạn inbox lại cho mình hỏi vì sao làm tương tự mà lại không đăng nhập được. Lý do chính là viết sai tên Wi-Fi. Dòng Blink các bạn nhấn giữ để dán mã token mà vừa nãy mình đã bảo các bạn copy, sau đó ấn gửi. Máy thông báo lưu vào hệ thống khởi động lại bằng tên Wi-Fi mới, có nghĩa là đã kết nối thành công. Các bạn rút nguồn ra trong 5 giây để reset lại thiết bị và cắm lại, thiết bị sẽ tự động kết nối Wi-Fi nhà bạn và ấn tên Wi-Fi Smart Home đi. Các bạn mở lại phần mềm Blink vào phần Project tầng 1 mà chúng ta đã tạo trước đó. Các bạn vuốt sang bên trái và thêm một button, có nghĩa là nút nhấn, sau đó ấn vào nút nhấn để cài đặt. Mình đặt tên cho nút nhấn này là phòng khách. Tiếp theo đến phần pin, các bạn chọn cho mình là GP0, mặc định của thiết bị sử dụng một relay, các bạn lưu ý nhé.
phía dưới là hai chế độ bật, boot là nhấn giữ để bật và switch là bấm để bật. Mình sẽ chọn switch. Dưới cùng là nút on và nút off. Mình sẽ đổi tên là đang bật và đang tắt. Chọn xong các bạn nhấn OK. Để bật được đèn thì các bạn ấn vào biểu tượng play góc bên phải trên cùng của màn hình. Mình sẽ ấn bật, tắt, bật, tắt. Tiếp theo là bộ sản phẩm điều khiển Wi-Fi sử dụng 2 relay. Các bạn cũng làm tương tự như bộ 1 relay. Tạo một project, sau đó ấn Create Project. Ấn vào biểu tượng thứ nhất bên góc phải màn hình. Sau đó kéo xuống, copy mã token. Sau đó các bạn lại vào Wi-Fi để kết nối với Wi-Fi Smart Home. Truy cập trình duyệt web và đăng nhập địa chỉ IP 192.168.4.1. Điền tên Wi-Fi và mật khẩu. Các bạn nhớ cho mình là viết đúng tên Wi-Fi nhà bạn nhé. Phần blink các bạn dán mã vừa copy, sau đó ấn gửi. Máy báo kết nối thành công, các bạn rút nguồn, chờ trong 5 giây và cắm lại. Bật phần mềm blink lên, tạo một button làm tương tự như bộ một relay. Mục pin các bạn lưu ý, đối với sản phẩm sử dụng 2 relay thì đầu ra sẽ là GP0 và GP2. Để hẹn giờ bật tắt các thiết bị, các bạn chọn vào mục timer. Sau đó tùy chỉnh thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Ở đây mình chọn 10 giờ 12 phút AM thì đèn sáng và 10 giờ 13 phút AM thì đèn sẽ tắt. AM có nghĩa là buổi sáng. Đối với bộ sản phẩm sử dụng 5 relay, các bạn cũng làm tương tự như hai sản phẩm trước. Các bạn lưu ý, đối với sản phẩm này, đầu ra sẽ lần lượt là GP4, GP5, GP12, GP13 và GP14. Và để điều khiển các bóng đèn cùng một lúc thì các bạn chọn vào từng project của bóng đèn đó, chọn play và điều khiển. Và sau đây là một số lưu ý khi các bạn sử dụng bộ điều khiển này. Khi cấp nguồn lại hoặc reset module, cần phải đợi 10 giây, relay kết nối ổn định rồi mới nhấn bật tắt trên phần mềm. Nếu không module sẽ rẽ bị treo, không điều khiển được. Nếu không tìm thấy tên Wi-Fi Smart Home thì cần phải tắt nguồn Wi-Fi đang rung tại nhà bạn. Ở đây mình sẽ cắt nguồn Wi-Fi Redford. Sau khi ngắt nguồn thì Wi-Fi Redford sẽ tự động mất. Lúc này các bạn cần ngắt nguồn bộ relay, sau đó cấp lại. Loát lại Wi-Fi trên điện thoại sẽ thấy tên Wi-Fi Smart Home. Có thể tạo nhiều project khác nhau để điều khiển nhiều bộ relay trên cùng một phần mềm. Điều khiển các thiết bị điện có công suất trên 500W cần phải dùng thêm khởi động từ. Khi cấu hình cho nút nhấn công tắc trên phần mềm,
phần chọn pin các bạn chú ý với loại 1 relay là GP0, 2 relay là GP0 và GP2, loại 5 relay là GP4, GP5, GP12, GP13 và GP14. Trên đây mình đã giới thiệu các bạn chi tiết cách đấu nối và cài đặt phần mềm của bộ sản phẩm điều khiển Wi-Fi sử dụng relay, giúp cho ngôi nhà của bạn trở thành ngôi nhà smart home trong nháy mắt. Các bạn thấy video này như thế nào? Hãy comment nhận xét và góp ý bên dưới video nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.